Sáng ngày 24 tháng 7, tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình tổ chức trọng thể lễ viếng và lễ truy điệu nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh với nghi thức lễ tang cấp nhà nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi vòng hoa kính viếng nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh. Trong không khí trang nghiêm xúc động, Đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng do Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dẫn đầu vào viếng và chia buồn cùng gia quyến. Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia đoàn viếng. Đoàn Chủ tịch nước do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu vào viếng nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh. Tham gia đoàn viếng có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn vào viếng, đi cùng có nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân và các Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà cùng các thành viên Chính phủ. Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu vào viếng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và các thành viên trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội tham gia đoàn viếng. Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến dẫn đầu đoàn viếng. Các đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế đã đến viếng nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh và chia buồn cùng gia quyến. Sáng nay, Đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng làm trưởng đoàn đã đến viếng nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh và chia buồn cùng gia quyến. Bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn, Thủ tướng Phạm Minh Chính viết: vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Khánh, người chiến sĩ trung kiên của Đảng, Nhà nước và nhân dân, người đồng chí đồng đội gần gũi, thân thiết, tận tình chu đáo của anh em đồng chí, đồng đội qua các thời kỳ, người ông, người cha, người chồng tình cảm, chu đáo, hết mực yêu thương của gia đình, bạn bè. Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và sự mất mát không gì bù đắp được này. Noi gương đồng chí Nguyễn Khánh, chúng tôi nguyện sống, chiến đấu, làm việc và rèn luyện theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh vĩ đại, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh. Trong niềm xúc động, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi sổ tang: vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Khánh, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Gần 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Khánh là một tấm gương mẫu mực, trí tuệ, trách nhiệm, gần gũi và rất chân thành. Ghi sổ tang chia buồn, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai bày tỏ vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Khánh, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí đã luôn dành tâm huyết cho Đảng, cho đất nước, cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế, an sinh xã hội, đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, phát triển đất nước, cho nhân dân. Là tấm gương mẫu mực về đạo đức, lối sống giản dị, thẳng thắn, chân thành. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân viết: vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Khánh, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nhà lãnh đạo mẫu mực tận tụy, suốt đời phục vụ sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Chiều ngày 23 tháng 7 theo giờ địa phương, tối ngày 23 tháng 7 theo giờ Việt Nam, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng phu nhân Phan Thị Thanh Tâm và đoàn cấp cao Việt Nam đến sân bay quốc tế Vienna, Áo, bắt đầu chuyến công tác tại châu Âu. Trong chuyến công tác tại châu Âu, Áo là quốc gia đầu tiên mà Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân thăm chính thức theo lời mời của Tổng thống Alexander Van der Bellen. Đón Chủ tịch nước, phu nhân và đoàn tại sân bay có đại diện Bộ Ngoại giao Áo, Đại sứ quán Việt Nam tại Áo Nguyễn Trung Kiên, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt tại Áo. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ có các cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt của Áo, trong đó Chủ tịch nước sẽ dự lễ đón chính thức và hội đàm với Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen, hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Áo Claudia Apa, đến gặp và làm việc với thủ hiến các bang Vienna và Burgenland của Áo. Bên cạnh đó, Chủ tịch nước sẽ có các cuộc gặp gỡ và làm việc với đại diện các tổ chức quốc tế, trong đó có quyền Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Chủ tịch nước sẽ có cuộc gặp gỡ nói chuyện với đại diện cộng đồng người Việt tại Áo và một số nước châu Âu. Chuyến thăm là dịp để Việt Nam và Áo khẳng định mối quan hệ rất tốt đẹp đang phát triển toàn diện song phương. Chuyến thăm của Chủ tịch nước khi tiếp xúc, làm việc với các diễn đàn ngoại giao đa phương cũng khẳng định tiếng nói và vai trò của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế. Thủ đô Vienna của Áo là trung tâm lớn thứ 3 thế giới về ngoại giao đa phương. Bên cạnh New York ở Mỹ và Geneva của Thụy Sĩ, nơi đặt nhiều trụ sở lớn của Liên Hợp Quốc, đây là chuyến thăm Áo đầu tiên của Chủ tịch nước Việt Nam trong 15 năm qua và được kỳ vọng sẽ tiếp tục thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống hơn 50 năm qua, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới. Ngay từ năm 1972, Áo là một trong những nước châu Âu đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Từ đó đến nay, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp diễn ra thường xuyên, đặc biệt năm 2022, nhiều hoạt động đã diễn ra kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Hợp tác về văn hóa, giáo dục là một trong những điểm sáng trong quan hệ hai nước. Hơn 50 năm qua, quan hệ hai nước liên tục phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và học thuật. Do vậy, chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước lần này sẽ là dấu mốc quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Áo ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả trong thời gian tới. Trong chương trình thăm chính thức Áo, tại thành phố Vienna, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp mặt thân tình với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Áo, đại diện Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, đại diện kiều bào phát biểu tại buổi gặp mặt đều bày tỏ vui mừng được Chủ tịch nước, phu nhân và đoàn tới thăm hỏi, động viên. Nghe báo cáo về những kết quả tích cực trong hoạt động của các hội đoàn và cộng đồng người Việt tại Áo và châu Âu thời gian qua, vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của đất nước, có được vị thế, uy tín quốc tế ngày càng cao, bà con kiều bào đều khẳng định luôn hướng về quê hương, đất nước và mong muốn được đóng góp cho sự phát triển của nước nhà. Với mong muốn tăng cường giao lưu văn hóa, quảng bá ngôn ngữ đất nước con người Việt Nam tại Áo, đại diện Hội Phụ nữ người Việt Nam tại Áo cho biết đang thực hiện kế hoạch đưa các cuốn sách viết về Việt Nam vào hệ thống thư viện tại Áo. Kiều bào cũng đề nghị nhà nước hỗ trợ tổ chức các hoạt động quảng bá văn hóa, lịch sử con người Việt Nam tại nước ngoài, đặc biệt là việc ủng hộ việc tổ chức dự án Ngày lễ Quốc tổ toàn cầu, qua đó giáo dục thế hệ trẻ người Việt Nam hiểu và gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa cội nguồn của dân tộc, tổ chức các hoạt động giao lưu thế hệ trẻ trong nước và thế hệ trẻ người Việt Nam tại nước ngoài. Bày tỏ xúc động gặp mặt đông đảo bà con kiều bào trong không khí đầm ấm, thắm tình đồng bào, Chủ tịch nước nhấn mạnh trải qua 50 năm, quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam và Áo đang phát triển tích cực, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Thông tin đến bà con về tình hình trong nước, Chủ tịch nước nêu rõ, thời gian qua, mặc dù tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, song với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Chuyến thăm Áo lần này là nhằm đánh giá những kết quả đạt được giữa hai nước thời gian qua, đề ra các giải pháp thúc đẩy hợp tác hai nước thời gian tới. Chủ tịch nước tin tưởng hai nước đã trải qua chặng đường hợp tác tốt đẹp 50 năm và hướng tới chặng đường 50 năm tới tươi sáng hơn. Cho biết, Bộ Chính trị đã có kết luận số 12 KLTW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới với nhiều nội dung sâu sắc. Chủ tịch nước khẳng định, người Việt Nam tại nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Điều đó cũng thể hiện tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong công tác chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài toàn diện và mạnh mẽ hơn, đáp ứng nguyện vọng, mong muốn của đồng bào ta ở nước ngoài. Những thành tựu trong xây dựng, phát triển đất nước những năm qua có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Áo. Chủ tịch nước vui mừng được biết, mặc dù cộng đồng người Việt Nam tại Áo tuy không lớn, với khoảng 6.000 người, nhưng luôn nỗ lực phát huy truyền thống tương thân tương ái, đoàn kết, giúp đỡ nhau để hội nhập vào đời sống kinh tế xã hội sở tại, được chính quyền sở tại đánh giá cao. Trân trọng trước tình cảm, sự đóng góp tích cực của bà con trong thời gian qua đối với hoạt động hướng về quê hương, Chủ tịch nước đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu với việc tổ chức được nhiều hội đoàn theo mô hình khu vực như Liên hiệp Hội người Việt, Liên hiệp Hội Thanh niên Sinh viên, Liên hiệp Hội Doanh nhân và sắp tới sẽ có đại hội thành lập Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam toàn châu Âu. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam tại các nước châu Âu tiếp tục quan tâm, gắn kết với kiều bào, giúp đỡ xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu đoàn kết, phát triển, luôn hướng về quê hương, đất nước, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của bà con để có những đề xuất, giải pháp với lãnh đạo trong nước. Nhắn nhủ kiều bào tại Áo và châu Âu, Chủ tịch nước mong muốn bà con cần tuân thủ pháp luật, hòa nhập với sở tại, chăm chỉ làm việc, lao động, nâng cao đời sống kinh tế, ngày càng có vai trò vị trí cao trong xã hội. Đi liền với đó là nỗ lực gìn giữ tôn vinh tiếng Việt, truyền thống văn hóa Việt Nam, đoàn kết, đồng sức đồng lòng chung tay, xây dựng cộng đồng lớn mạnh và phát triển. Chủ tịch nước cũng đề nghị kiều bào quan tâm hơn đến việc phát triển thế hệ trẻ kế cận, phát huy trí tuệ tập thể, có nhiều hoạt động thiết thực để xây dựng cộng đồng ngày càng đoàn kết, vững mạnh. Cùng ngày, Chủ tịch nước đã tới thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Áo và tham quan Bảo tàng Lịch sử Nghệ thuật Vienna, Áo. Đây là bảo tàng được xây dựng và khánh thành từ cuối thế kỷ 19, sở hữu nhiều bộ sưu tập quý có ý nghĩa quan trọng về lịch sử, văn hóa và nghệ thuật của châu Âu và thế giới, đặc biệt là những kiệt tác của các họa sĩ châu Âu tài năng thế kỷ thứ 18. Hàng năm, bảo tàng đón hàng triệu khách đến tham quan và đã xây dựng các bộ sưu tập trực tuyến và triển khai các chương trình tham quan 3D trên nền tảng số. Chiều ngày 23 tháng 7 theo giờ địa phương, tại thủ đô Vienna, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp giáo sư tiến sĩ Alfred Gerstl, Chủ tịch Hội hữu nghị Áo Việt Nam và những người bạn Áo thân thiết của Việt Nam. Chủ tịch nước nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam và Áo là mối quan hệ lâu đời, đang phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực trong hơn 50 năm qua, với nhiều thành tựu quan trọng. Về chính trị, hai nước duy trì thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao. Năm 2022, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, chào mừng mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực. Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, hai nước hợp tác chặt chẽ và có nhiều bước phát triển. Áo luôn nằm trong nhóm 10 thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam ở châu Âu. Việt Nam là đối tác kinh tế lớn của Áo tại Đông Nam Á, với kim ngạch thương mại song phương năm 2022 đạt hơn 2,79 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt từ khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU có hiệu lực đã góp phần đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu giữa hai nước. Nhân dịp này, Chủ tịch nước chúc mừng Hội hữu nghị Áo Việt Nam và chúc mừng tân Chủ tịch Hội Alfred Gerstl, đồng thời đánh giá cao sự đóng góp của ông Peter Jankovic, cựu Chủ tịch Hội đồng hữu nghị Áo Việt Nam đối với Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua. Chủ tịch nước đánh giá cao Hội hữu nghị Áo Việt Nam đã phối hợp triển khai tổ chức nhiều hoạt động giao lưu ái hữu, góp phần tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết và ủng hộ lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Cảm ơn ông Alfred Gerstl và những người bạn Áo thân thiết của Việt Nam đã có nhiều nỗ lực góp phần vun đắp tình hữu nghị hai nước. Chủ tịch nước tin tưởng thời gian tới, ông Alfred Gerstl sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng hơn nữa, thúc đẩy quan hệ và tình hữu nghị hai nước, hai dân tộc. Giáo sư tiến sĩ Alfred Gerstl khẳng định, Việt Nam có vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại của Áo, nhất là hợp tác về thương mại, đầu tư. Hiện có nhiều doanh nghiệp Áo đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Nhắc lại ấn tượng trong những chuyến thăm Việt Nam trước đây, ông Alfred Gerstl bày tỏ vui mừng chứng kiến những thành tựu quan trọng của Việt Nam trong tăng trưởng, phát triển kinh tế, đồng thời cho biết đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động tăng cường hợp tác giữa hai nước. Giáo sư tiến sĩ cũng đánh giá cao hoạt động giao lưu, phối hợp của hai nước trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Tại buổi gặp mặt, các thành viên Hội hữu nghị Áo Việt cho biết, Hội hữu nghị Áo Việt thành lập từ năm 1973, với nhiều hội viên là các nhà khoa học, nhà hoạt động chính trị, văn hóa xã hội, các doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau, cùng chung tay thúc đẩy quan hệ hợp tác và tình hữu nghị Áo Việt Nam. Với thế mạnh của mình, các thành viên trong hội đã nỗ lực tìm kiếm các nguồn lực, xúc tiến các hoạt động hỗ trợ cho Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, ngân hàng, văn hóa, giáo dục và đào tạo. Bày tỏ trân trọng tình cảm và đánh giá cao đóng góp của Hội hữu nghị Áo Việt và những người bạn Áo thân thiết với Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Áo, trong đó có hoạt động của Hội hữu nghị Áo Việt và Hội hữu nghị Việt Nam Áo. Chủ tịch nước tin tưởng, với nền tảng quan hệ hữu nghị tốt đẹp, trong giai đoạn 50 năm tiếp theo, nhân dân hai nước Việt Nam Áo sẽ phát huy thành tựu đạt được, tiếp tục xây dựng tình hữu nghị, quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đạt được những kết quả tốt đẹp hơn nữa trong tương lai. Tại sao dân mình ở bên kia kêu giá vé cao? Vì dân mình không biết đến các doanh nghiệp làm trực tiếp nên họ phải mua vé qua nhiều kênh vòng vo. Ví dụ, giá vé mà bà con mua để đi từ Kuala Lumpur, thủ đô của Malaysia, về Việt Nam là 70 triệu đồng, trong khi doanh nghiệp chỉ bán có 30 triệu đồng. Theo trình bày của bị cáo Sơn, rõ ràng đã có một đội ngũ chuyên môi giới bán vé máy bay, họ đẩy giá vé lên cao, lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi. Thưa quý tòa, cái tình hình môi giới ở Malaysia nó đặc biệt phức tạp và vô cùng nghiêm trọng. Thì sau khi đi cái trại Semi Nhép về, tình hình ở cái trại này nó rất phức tạp. Môi giới vào, đưa thuốc lắc vào, đưa ma túy vào và có dấu hiệu lạm dụng và bóc lột tình dục đối với chị em. Người ta bị ép sử dụng ma túy trong trại. Thì đấy là các trại nữ. Còn ở các trại nam, môi giới Quách Văn Mừng, Nguyễn Tuấn Anh đã vào các trại cấu kết với người bản địa, thu phí rất cao, Chúng tôi thấy không thể chấp nhận được cái tình trạng môi giới, vì cái này nó hơi xa so với cái vụ án, nhưng mà nó lại liên quan đến vấn đề chúng tôi, bởi vì Quách Văn Mừng vì chúng tôi ngăn chặn cho nên đã viết cái đơn tố cáo chúng tôi, và họ đe dọa chị Nguyễn Lê Ngọc Anh rất nhiều lần. Rồi. Vâng. Câu chuyện lúc đó đấy, thì thưa với quý tòa là chúng tôi đã phải tìm cách một phần là ngăn chặn môi giới, ngăn chặn những cái chuyện họ vào họ làm bậy để cố gắng làm sao đưa bà con được về sớm nhất. Nó mới dẫn đến những cái phản ứng vì họ cho rằng chúng tôi đạp đổ nồi cơm của họ. Qua những ngày diễn ra phiên tòa xét xử vụ chuyến bay giải cứu, lời khai của các bị cáo cho thấy còn có nhóm người môi giới lợi dụng dịch bệnh để trục lợi. Trở lại thời điểm xảy ra đại dịch COVID-19, dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc và lây lan nhanh trên toàn thế giới. Sự việc chưa từng có trong lịch sử nhân loại gây ra hậu quả nặng nề với kinh tế, đời sống, sức khỏe và cả tính mạng của con người. Trước tình hình dịch bệnh có thể kéo dài với những hậu quả phức tạp ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe của người Việt Nam ở nước ngoài, do nhu cầu của công dân về nước rất lớn, chính phủ đã đồng ý cho tổ chức các chuyến bay mà công dân tự nguyện trả phí toàn bộ, chuyến bay combo giao 4 bộ, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, sau đó bổ sung thêm Bộ Công an cùng phối hợp thực hiện. Kết quả, các cơ quan chức năng và các doanh nghiệp đã thực hiện các chuyến bay đưa hơn 200.000 người dân từ 62 quốc gia, vùng lãnh thổ về nước. Điều đáng buồn, một số bị cáo đã lợi dụng chủ trương nhân đạo tốt đẹp của nhà nước, lợi dụng dịch bệnh để trục lợi bằng cách gây khó khăn, nhũng nhiễu, làm khó doanh nghiệp tổ chức chuyến bay, tạo cơ chế xin cho, buộc doanh nghiệp phải nâng giá vé máy bay và các chi phí phát sinh khác để bôi trơn, đưa hối lộ. Trong số những người đưa hối lộ, bị cáo Lê Hồng Sơn, Tổng Giám đốc Blue Sky, bị xác định là người đã đưa hối lộ nhiều nhất. Quá trình xin cấp phép 109 chuyến bay cách ly y tế từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 12 năm 2021, ông Sơn và cấp phó là bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng là đồng phạm đưa hối lộ 63 lần, tổng số tiền hơn 38 tỷ đồng cho 12 người và một số cá nhân khác có thẩm quyền. Trong lời nói sau cùng tại tòa, ông Sơn đặt vấn đề, việc thực hiện các chuyến bay combo thì ai là người được hưởng lợi? Bị cáo phân tích, nếu các chuyến bay combo cứ bán được 80% số chỗ ngồi thì đây là điểm hòa vốn. Nếu bán được 100% số chỗ trên máy bay thì lãi được 20%. Nhưng nếu không bán được 80% số chỗ ngồi thì doanh nghiệp vẫn lỗ. Ở đây, doanh nghiệp đưa hối lộ là để xin được cấp phép, chứ không khẳng định được cứ đưa hối lộ là doanh nghiệp có tiền lãi ngay được. Cái này tại sao dân mình ở bên kia kêu giá vé cao? Vì dân mình không biết đến các doanh nghiệp làm trực tiếp nên họ phải mua vé qua nhiều kênh vòng vo. Ví dụ giá vé mà bà con mua để đi từ Kuala Lumpur, thủ đô của Malaysia về Việt Nam là 70 triệu đồng, trong khi doanh nghiệp chỉ bán có 30 triệu đồng, lời bị cáo Sơn. Theo trình bày của bị cáo Sơn, rõ ràng đã có một đội ngũ chuyên môi giới bán vé máy bay, họ đẩy giá vé lên cao, lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi. Tại bản luận tội của đại diện Viện Kiểm sát nêu, thời điểm năm 2020-2021, diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Malaysia và trên toàn thế giới hết sức phức tạp. Tháng 3 năm 2020, chính phủ Malaysia công bố đóng cửa biên giới, dẫn đến tình trạng nhiều du học sinh, công dân Việt Nam, người lao động bị mắc kẹt, hơn 2.000 người mãn hạn tù là công dân Việt Nam đang ở các trại chờ, gây nên áp lực rất lớn đối với chính quyền Malaysia. Chính quyền Malaysia gửi nhiều văn bản yêu cầu chính phủ Việt Nam đưa người mãn hạn tù về nước bằng bất cứ hình thức nào. Điều đáng lưu ý, tại các trại chờ có tình trạng môi giới giả danh cán bộ đại sứ quán để thu tiền giá cao nhưng vẫn không đưa được công dân Việt Nam về nước. Trước tình hình đó, mặc dù không có kinh phí, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã chủ động báo cáo Bộ Ngoại giao xin phép chính phủ cho Đại sứ quán tổ chức bảo hộ công dân đưa người mãn hạn tù từ nhiều nơi trên khắp đất nước Malaysia về nước trên các chuyến bay bằng kinh phí tự nguyện của họ. Từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã tổ chức được 8 chuyến bay đưa 1.891 người mãn hạn tù ở 19 trại chờ của Malaysia về nước. Quá trình tổ chức thực hiện 8 chuyến bay trên, với vai trò là đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Malaysia, ông Trần Việt Thái đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chỉ đạo cấp dưới chi sử dụng tiền của công dân trái quy định của pháp luật, thu tiền cao hơn chi phí thực tế, gây hậu quả thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. Theo lời khai của ông Thái, thời điểm xảy ra dịch bệnh, ở Malaysia xuất hiện nhóm người môi giới bán vé máy bay cho công dân Việt Nam về nước với giá trên trời. Mức phí mà đại sứ quán thu là rất rẻ so với giá vé mà nhóm cò mồi bán ra. Những cái trại ở xa đó, khi mà người tù người ta đã xuất trại rồi, người mãn hạn tù đã xuất trại rồi, thì họ không quay trở lại được nữa. Cho nên là chúng tôi phải có phương án dự phòng, và anh Nguyễn Hoàng Linh đã đi đàm phán với hai cái trại ở gần sân bay, nhất là trại Bukit Jalil và trại Clear, để cho người ta là nếu trong trường hợp không may bị hủy hoãn chuyến bay hoặc vì một lý do nào đó họ không về được thì họ phải ở lại, vì mỗi một tháng chỉ có một chuyến, phải nuôi họ một tháng. Thì khi mà tính toán dự toán cái kinh phí thì báo cáo với hội đồng là chúng tôi cũng chỉ tính thu maximum là khoảng 12 đến 15%, tức là khoảng tầm 2 đến 3 triệu đồng thôi, chứ không có nhiều. Chắc là nó thấp hơn rất nhiều so với lại cái mức 40, 60 triệu và môi giới họ vào họ thu hoặc thậm chí 80 triệu. Thế thì cái đó là kinh phí dự phòng. Sau này thì cái rủi ro đó nó không xảy ra hoặc chúng tôi ngăn chặn được thì cái tiền đó nó thừa ra. Ở cái thời điểm chúng tôi dự toán kinh phí và đang thực thi thì chưa có quyết toán nên không biết được chi phí thực tế là bao nhiêu cả. Thế sau này nó thừa ra thì bị coi đấy là thiệt hại. Nếu có thiệt hại thì hôm nay trước mặt hội đồng ở đây và rất nhiều người, chúng tôi sẵn sàng đền bù thiệt hại, mà bản thân tôi cũng đã nộp vào 5 tỷ. Và chúng tôi khẳng định lại là chúng tôi thu kinh phí dự phòng, bởi vì chúng tôi cũng không có kinh phí. Chứ không thì là nó có mà có vấn đề gì thì chúng tôi chả có cách nào khác để nuôi họ được. Đấy, thì nó có một cái vụ việc, thưa mấy quý tòa, là sứ quán Malaysia, Myanmar ở đó cũng giải tỏa. Nhưng không may là tháng 2 họ đưa về 400 người nhưng mà chuyến bay không sang được. Malaysia họ đưa 8 cái xe ô tô chở thẳng đến đại sứ quán, đổ cả vào trong sứ quán, ở đấy một tuần, dẫn đến một cuộc khủng hoảng ở trong đại sứ quán và quan hệ giữa hai nước nó xấu đi. Thì tôi không muốn điều đó xảy ra nên bắt buộc chúng tôi và anh Linh phải đi đàm phán. Thì cái điểm thứ nhất chúng tôi xin khẳng định lại là chúng tôi có thu phí cao, chúng tôi xin nhận. Đó là chúng tôi không có động cơ để chia chác trong câu chuyện này, mà đấy là kinh phí dự phòng. Trao đổi với Vietnamnet về hành vi của những người có môi giới để bán vé máy bay cho đồng bào Việt Nam ở tại Malaysia nói riêng và các nước khác nói chung, luật sư Giang Hồng Thanh cho rằng nếu hành vi của họ là đưa ra những thông tin không đúng sự thật, khiến cho người mua vé tưởng rằng giá vé đương nhiên cao như vậy và trả tiền mua vé, qua đó người môi giới hưởng chênh lệch, thì hành vi này có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dù việc làm của họ xảy ra ở nước ngoài, nhưng theo quy định của pháp luật hình sự Việt Nam, những người này vẫn có thể bị xử lý về tội danh tương ứng với hành vi của họ. Việc xử lý những người có môi giới là rất cần thiết, vừa để người dân hiểu được bản chất của việc giá vé bị đẩy lên cao xuất phát từ đâu, vừa để những người khác không bị mất tiền oan trong tương lai. Liên quan đến vụ việc tài xế ô tô có dấu hiệu cố tình chèn ngã người điều khiển xe máy đang đi cùng chiều rồi bỏ chạy tại đường Phúc La, Kiến Hưng, Hà Đông, Công an thành phố Hà Nội đã phát đi thông báo tìm người điều khiển phương tiện sau va chạm giao thông. Trong thông báo của Công an thành phố Hà Nội nêu, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành xác minh, giải quyết vụ va chạm giao thông xảy ra hồi 10 giờ 5 phút ngày 22 tháng 7 tại ngang nhà số 1 TT13, khu C, khu đô thị mới Kiến Hưng, đường Phúc La, quận Hà Đông, giữa ô tô Hyundai Accent màu trắng mang biển kiểm soát 30F76944 với một xe máy chưa rõ biển số do một người đàn ông điều khiển đi cùng chiều. Sau va chạm giao thông, hai phương tiện đã rời khỏi hiện trường. Trước đó, sáng ngày 23 tháng 7, đoạn clip dài 30 giây ghi lại diễn biến xảy ra sự việc được đăng tải trên mạng xã hội. Theo camera hành trình của ô tô phía sau ghi lại, thời điểm xảy ra sự việc vào 10 giờ 5 phút ngày 22 tháng 7. Khi đó, xe máy do một người đàn ông điều khiển đang lưu thông tại làn đường sắt giải phân cách giữa, thì ô tô con mang biển kiểm soát Hà Nội đi lên. Do xe máy cản đường, tài xế ô tô con phải già phanh đi chậm lại, sau đó người đàn ông đi xe máy nhường đường, ô tô vượt được 2/3 xe thì tạt ngang, khiến người đi xe máy ngã ra đường. Ngay sau vụ tai nạn, tài xế ô tô đã điều khiển phương tiện đi thẳng. Chiều ngày 24 tháng 7, lực lượng chức năng phường 2 quận 10 phối hợp với nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh thành phố Hồ Chí Minh xử lý sự cố vụ cây gãy ngọn đè hư hỏng ô tô và một số xe máy trên địa bàn. Theo đó, khoảng 11 giờ cùng ngày, trong cơn mưa gió, ngọn cây trên đường Lê Hồng Phong, phường 2 quận 10 bất ngờ tét nhánh, rơi xuống đè hư hỏng nặng chiếc ô tô 7 chỗ đang đậu bên đường. Lúc này bên trong ô tô có 2 người, một nam một nữ, hoảng hốt tìm cách thoát ra. Nhiều người dân chứng kiến vụ việc đến hỗ trợ hai người mắc kẹt bên trong ô tô thì bất ngờ một nhánh cây khác rơi xuống. May mắn người dân kịp thời bỏ chạy nên không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Được biết, nhánh cây bị gãy là cây dầu có đường kính khoảng 30 cm. Tại hiện trường, chiếc ô tô 7 chỗ bị bể nát phần kính chắn gió phía sau, nhiều xe máy bị đè. Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường 2 phối hợp nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh thành phố Hồ Chí Minh có mặt đưa hai người bên trong ô tô ra ngoài an toàn, xử lý sự cố, khắc phục hậu quả vụ việc. Tối ngày 23 tháng 7, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Bình Chánh phối hợp với phòng PC07 cùng công an xã Bình Lợi, công an xã Lê Minh Xuân vẫn đang tổ chức lặn tìm hai người đuối nước chìm mất tích dưới kênh sáng. Theo người dân sống tại ấp 4 xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, khoảng hơn 12 giờ cùng ngày, có hai nam thanh niên bơi qua kênh sáng từ xã Bình Lợi qua xã Lê Minh Xuân. Trong lúc bơi, cả hai đuối nước nên hô hoán, nhiều người dân lao ra cứu nhưng cả hai đã chìm, mất tích dưới lòng kênh sau đó. Thông tin từ cơ quan chức năng, hai người đuối nước mất tích được xác định là Nguyễn Phước S, 18 tuổi, quê Tiền Giang, thường trú tại phường An Lạc, quận Bình Tân và Trần Phương M, 18 tuổi, quê Tiền Giang, thường trú xã Phong Phú, huyện Bình Chánh. Được biết, do hôm nay là cuối tuần nên nhóm bạn khoảng 10 người tổ chức ăn tại nhà một người bạn trên đường Mai Bá Hương, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh. Trong lúc nhậu, trời mưa nên mọi người chạy vào nhà, chỉ riêng S và M thách đấu thi nhau bơi qua kênh. Khi thấy cả hai đuối nước, hai người trong nhóm đã lao xuống kênh ứng cứu nhưng bất thành và cũng bị đuối nước. May mắn được những người khác của nhóm giúp đỡ đưa lên bờ nên thoát nạn. Theo một thành viên nhóm nhậu cho hay, S và M thi nhau bơi qua kênh, một bạn bơi qua gần đến bờ bên kia, người còn lại bơi đến giữa kênh thì đuối nước kêu cứu nên bạn kia quay lại cứu nhưng cả hai đuối sức và chìm trong dòng nước. Theo người dân cho hay, đoạn kênh xảy ra sự việc rộng hơn 50 m, sâu khoảng 6 đến 8 m. Đến hơn 18 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích dưới kênh sáng nhưng vẫn chưa tìm thấy.